bàn giao kho 4T4 hai cầu luôn, máy được vô rồi, về bến cầu Tây Ninh chút chủ máu về làm ăn phát tài mãi luôn ha. Máy đường bô á, ré ré nghe đã không? Đây là giá hữu nghị, giấy tờ thì đủ, xe đẹp, 4 cái vỏ bức kia. Máy đường bô á.